Vâng, xin chào tất cả quý vị và anh chị em, cô dì chú bác gần xa, lại quay lại với kênh mua bán xe máy Việt Thái trên YouTube. Thì hôm nay là đầu tuần thứ hai, em lại review tại cửa hàng xe máy Vinh Béo chuyên mô tô các loại dòng độc lạ cho anh chị em mình tham khảo nhé. Anh chị em mình muốn mua bất kể những dòng xe gì thì liên hệ theo số điện thoại ở đây, hai số điện thoại đây. Anh chị em và cô dì chú bác muốn mua xe gì thì cứ liên hệ. Số Zalo là 0965145779 nha anh em. Rất nhiều dòng xe độc lạ cho anh chị em mình tham khảo. Xe đi cà phê này, rồi xe đi phượt nha anh em. Beo này, QRS 125, đi fan mới, chưa có đổ xăng cũng có mà đi fan cũ cũng có nha anh em. Anh chị em mình có nhu cầu mua bán trao đổi những dòng xe thì liên hệ cho cửa hàng xe máy Vinh Béo, địa chỉ ở ngay phòng xoay An Phú, Thuận An, Bình Dương, đường 22 tháng 12 nha anh chị em, cách vòng xoay An Phú khoảng 1 cây số, đi về hướng ngã tư Đức Thánh nha. Đó, quý vị và các bạn có nhu cầu đang đi tìm kiếm bất kể những cái dòng mô tô gì độc lạ thì ghé cửa hàng tham khảo nhá. Đó, đây là những chiếc QRS này, rất nhiều. Vâng, cửa hàng thì có mua bán trao đổi tất cả các loại xe. Đó, anh chị em mình muốn mua những cái dòng xe gì thì cứ liên hệ nhá. Còn dịch bệnh này thì anh chị em mình chỉ cần ở nhà thôi. Đó, bất kể các bạn muốn mua một chiếc xe nào thì cứ liên hệ cho xe máy Vinh Béo, rồi sẽ chụp hình chi tiết những chiếc xe gửi qua cho mọi người. Đó. Còn rất nhiều dòng mô tô phổ thông độc lạ, giá tầm 10 cho đến 15 triệu cũng có xe nha anh em. Đó, quý vị và các bạn thấy không? Đây là những cái chiếc mô tô mini nhỏ dành cho những bạn nữ, đó. Và những người thấp thấp, 1m4, 1m5, 6-7 này, đó. Rồi mô tô Ducati này, Bentley này, Kimco. Rất nhiều dòng xe độc lạ nha mọi người. Đấy, Kimco này. Đó. Vâng, đây là số điện thoại nhé. Anh chị em mình muốn mua kết bạn Zalo thì sẽ có nhân viên tư vấn trả lời cho mọi người. Vâng, trong này thì còn những cái chiếc mô tô mini. Đó. Giá chỉ tầm mười mấy 20 triệu là anh em mình có sở hữu rồi. Đó, bao cho anh em quay đầu thoải mái nhé. Anh em về cứ đi vài 3 tháng thì anh em mình có thể trao đổi tất cả những chiếc xe khác. Vâng, bù trừ thì do cửa hàng và anh chị em mình tham khảo. Đây là những chiếc Susu Kit 125. Vâng, rất nhiều xe nha mọi người. Có Cúp Tôm này. Vâng, quý vị và các bạn, vừa rồi rất nhiều người đang tìm kiếm những dòng mô tô cổ thì anh chị em mình cứ liên hệ trực tiếp cho cửa hàng. Vâng, giá cả sẽ báo cho anh em mình có tầm tiền bao nhiêu thì anh chị em mình cứ mạnh dạn lên nhá. Đó. Vâng, cửa hàng thì có trao đổi, anh chị em mình có những chiếc xe nào không thích đi thì cứ đến đây, cửa hàng sẽ đổi cho anh chị em mình những chiếc xe ưng ý hơn. Đó, mô tô Đa Lim này, Beo này, rất nhiều xe độc lạ nha mọi người. QRS thì cũng khá là nhiều luôn. Đó. Từ đời 22 cho đến 28, 29. Và ngoài này thì cũng có nhiều chiếc SZ 150 này, rồi CBUSA này, mô tô GBX này. Đó. Anh chị em mình muốn mua bất kể những cái dòng xe gì thì cứ liên hệ cho cửa hàng nhé. Đủ các dòng xe cho quý vị và các bạn lựa chọn. Rất nhiều xe. Đó. Quý vị các bạn muốn tham khảo thì ghé cửa hàng nhé. Và ngoài này thì có mấy chiếc xe phổ thông.
Huawei RSX này, và mấy chiếc xe độ cà phê full Win 67 giá thì chỉ tầm hơn 10 triệu thôi. Là anh em mình có những chiếc xe chạy đi uống cà phê tàng tàng nhá. Mọi người muốn mua xe gì thì cứ liên hệ cho cửa hàng cho mấy video nhá. Quá trời xe đẹp luôn, các dòng. Vâng, anh chị em mình xem kênh thì nhớ bấm đăng ký ủng hộ cho em nhé. Vâng, đăng ký kênh ủng hộ cho em để em có những cái clip xe mới về em lại review báo giá lên cho mọi người. Đây là những chiếc Lipan này, chưa có đổ xăng luôn. Vâng, xe mới tinh, mới sản xuất lấy ở kho về. Vâng, tay ga thì cũng rất nhiều nha mọi người. Tay ga thì giá dao động từ 10 đến 15 triệu. Anh chị em mình muốn mua những chiếc xe gì đúng không? Ghé nhá. AB này, Vespa này, Liberty này. Đây số điện thoại đây, anh chị em mình cứ mua bất kể những dòng xe gì thì liên hệ và kết nối Zalo nhá. Đó.